Hey, yo, what's up? Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Bớt nha. Mới đây thì anh sẽ trực tiếp có ra một MV mới khoảng 4 giờ trước ha. Hiện tại thì mình chưa có xem. Thì bây giờ mình sẽ xem MV mới nhất của anh sẽ trực tiếp ha. Nói chung là anh sẽ từng tiếp rất là đẹp trai ấy chứ, đúng không các bạn? Như đa số mình thấy các MV của anh sẽ từng tiếp thì quay đẹp không, nói chung là cảnh ảo đẹp, chất giọng của anh cũng ok nữa. Rồi mình thích rất anh sẽ từng tiếp đó là cái mũi của anh đó, đẹp cao, nói chung là anh không có chỗ nào để chê nữa rồi. Bây giờ cùng Bớt sẽ vào nghe bài mới của anh sẽ từng tiếp ha. Khá lâu rồi cũng chưa nghe anh sẽ từng tiếp rap. Trước thì mình có coi anh sẽ từng tiếp với anh Lil Wayne cùng kết hợp với những nhiều bài hay, nói chung hai người đó cũng hợp. Không biết khi nào hai người họ sẽ có chung một sản phẩm nữa. Thì bây giờ cùng với Bớt nghe bài nhạc mới của anh sẽ từng tiếp ha. Thì mình không có chuyên nghiệp gì cả, mình chỉ nghe và mình nêu cái cảm nhận của mình về cái bài nhạc đó thôi, chứ mình không có dám đánh giá ha, tại vì mình không có chuyên môn về mấy cái này cả. Thì mình chỉ nghe và cảm nhận về như mình là một khán giả thôi, nghe một bài nhạc thôi. Ok, let's go. Space speaker.
system tiếp thì gọi là wow, vì đẹp không thể nào mà tả nổi nữa. Trời ơi, anh có cả anh Lưu Win là mình hơi bất ngờ ha, tại vì mình khá thích anh Binz, xin lỗi các bạn, là anh Lưu Win với lại anh sẽ tình tiếp kết hợp với nhau mình thích lắm, tại vì hai người nhìn rất là hợp. Có lẽ là âm nhạc của họ giúp họ gắn kết lại với nhau và hợp hơn. Nói chung là nhạc của anh sẽ tình tiếp đợt này rất là nhẹ nhàng ha, nhưng mà nó dính các bạn, hơi dính một chút, nghe đã thiệt, chuyên nghiệp lên hẳn. Trước đã chuyên nghiệp rồi, giờ đã cùng nhìn kiểu MV nó chuyên nghiệp, đẹp, màu sắc tuyệt vời. Oh my god luôn, không nghĩ là có một bài mà kiểu hợp gu của mình luôn á. Tôi thích nghe mấy cái bài nhạc kiểu như vậy á các bạn, đẹp, MV đẹp, bối cảnh các kiểu rất là chuyên nghiệp. Mới vào thì là thấy toàn là kim cương này nè, nọ các kiểu nè. Có chị Tà Linh có gấp một ít giọng của mình trong đó nữa, cũng hơi bất ngờ một chút. Quay đẹp quá, màu sắc tuyệt vời, bài hát rất là hay, bài rap này kiểu hợp gu với mình luôn các bạn. Ok, thì mình chỉ có như vậy thôi, mình nghe và mình nêu cảm nhận của mình thôi. Nói chung là anh sẽ tình tiếp thì trước kia là mình nghe bài nhạc của anh cũng thích thích rồi. Đợt này thì anh ấy không có flow nhanh như trước, flow nhẹ nhàng, chậm, từ từ chậm rãi, nhưng mà câu từ nào cũng chất, đổi miết, hay quá. Bài nhạc này quá đỉnh luôn á, âm nhạc này chất lượng là đẳng cấp, nghe mà nổi da gà luôn á, quá hay luôn. Cảm giác như sao mình nói nhiều vậy ta, quá đỉnh luôn. Ok, các bạn ủng hộ anh System Tip với một với sản phẩm mới của anh System Tip nha. Nói chung là nghe rất là bắt tai các bạn, nó hợp với gu của mình luôn á. Nếu các bạn thấy hay thì để cho anh System Tip một like, một chia sẻ. Đừng quên cho mình một like và một subscribe và chia sẻ nếu các bạn thích nhé, để mình có được động lực làm những video tiếp theo. Ok, cùng nghe sản phẩm của anh System Tip, ủng hộ anh System Tip nha, và Space Speaker. Ok, tạm biệt các bạn.